Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Di Bến Tre của mình nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến thăm đi xung quanh bảo tàng Bến Tre nha mấy bạn. Mấy bạn thấy hay thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ video ủng hộ mình nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn. Đây là mặt trước của bảo tàng Bến Tre nha các bạn. Ngày thường thì nó không có mở cửa, khi nào lễ đâu có lễ hội này kia rồi nó mới mở cửa cho tham quan thôi, chứ còn ngày thường thì nó sẽ đóng cửa, nó không có mở cửa mình coi như ở thành phố đâu. Mình bây giờ chỉ quay được ở bên ngoài thôi, nhưng mà khuôn viên của bảo tàng Bến Tre có 13.000 mét vuông nha mấy bạn. Đây là có những cây cổ thụ rất là to luôn, chỉ ở đây những mới còn bảo tàng bảo tồn được những cây cổ thụ này thôi. Cây này thì nó rớt trái như là trong trống vậy, nó quay đẹp lắm, nó rất là to lắm mấy bạn. Cái nhà vàng đó là khách sạn Việt Úc đó mấy bạn. Ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp nên người ta cũng hay chụp hình cưới ở đây nè. Còn trước mặt của nó là cái cổng chính, cái cổng chính của nó thì nằm đối diện sông, trước mặt sông Bến Tre đó. Đây là lối vào, nhưng mà tới 5 giờ chiều là cổng này đóng nha mấy bạn. Mình phải đi cổng phụ sát bên nhà hàng Việt Úc nha. Đó, để mình quay vòng vòng cho mấy bạn coi. Ở bên ngoài á, nó cũng có mấy cái cây cổ thụ nữa nha. Ở bên đây có hàng cây bông vàng rất là đẹp nha, có thể đến đây chụp ảnh. Còn cái tòa nhà bên kia đó là nhà hàng Hùng Vương nha mấy bạn. Ở đây nó cũng có một cây cổ thụ nữa nè. Những cây này nó rất là to luôn á. Ở đây thì cảnh cũng nhiều chỗ cũng đẹp nên người ta cũng hay đến đây để chụp hình cưới. Mấy bạn thấy nó to không? Rất là to luôn. Ở đây nè, nó ở đây nó cũng có, nó có được mấy cây phượng ở đằng trước nữa. Ở đây là khúc mặt trước nha mấy bạn. Để mình sẽ đi ra mặt sau quay cho mấy bạn coi. Đây cái bông màu vàng lúc nãy đó, rất là đẹp luôn. Các bạn có thể chụp hình ở bên này cũng được. Bên này thì nó cũng hơi bỏ phế rồi nên nó không có làm cho cỏ nó xanh sạch. Bây giờ ở đây nó cũng chết hết rồi. Ở đây còn được mấy cây bông bên đây à. Nó bông nở quá trời luôn rồi đó mấy bạn. Đó, bên đó nó sát bên hàng rào đó là nhà hàng đó, nhà hàng Hùng Vương á. Nó mấy bạn thấy không, nó hơi quen tàn ở khúc này chút. Ở đây nó cũng có cái hồ non bộ nè, nhưng mà nó bỏ rồi, bây giờ nó không có vô nước luôn. Đây nha mấy bạn, ở bên ngoài nó cũng có trưng bày mấy cái xe với máy bay chiến đấu hồi xưa nha mấy bạn. Mình quay gần gần cho mấy bạn coi cho dễ nha. Đây nè, đây là chiếc xe pháo 37 ly đó, bây giờ còn cái xe cũng nguyên vẹn nè, mình thấy không, thô sơ nhưng mà nó rất là dữ dằn, cái nòng nó dài nha. Bánh xe cao su mình không biết nó có từ năm nào nè. Để coi cái tiêu đề của nó, pháo 37 ly chiến lợi phẩm trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Đó, còn bên đây là xác máy bay nha mấy bạn. Có cái mâm xe nữa, mâm xe du kích An Hận.
Đây có cây cà nông hồi Đại Bác nha. Đó, đây là một đống xác máy bay nha. Đây xác máy bay lớn không, máy bay L-19 miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, đại quý Lê Văn Trương lái từ Cần Thơ về ấp Long Quới, xã Định Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, bệnh viện quân đội. Hai cánh này. Đây là bơm 250 cân anh, như đây là chất xe tăng nè. Đó, đây còn một chiếc xe lớn nữa nè. Đây là pháo 105 ly. Đây là cái ao sen của bảo tàng Bến Tre nha mấy bạn. Ở đây cũng có mấy cây hồng cổ thụ nữa nè. Thấy không, 3-4 cây luôn, 4 cây, 5 cây, 6 cây lớn luôn đó. Ở bên đó thì có sân tennis đó mấy bạn, sáng nào cũng đánh tennis đó, với chiều nữa. Ai rảnh rỗi chắc có quen biết là sao không biết, nên tennis cái đó thì mình không gặp. Đó cái hồ sen nè, bạn thấy nó rộng không? Lúc trước nó không có làm cái cầu bắc qua đâu, nó chỉ mới làm sau này thôi, cho người ta ra chụp hình đó. Hôm Tết thì nó có bông nữa, nhưng mà bây giờ hết rồi, hôm Tết mình không có quay. Đó, đây là phía mặt sau của bảo tàng Bến Tre nha mấy bạn. Ở đây nó có mấy con rồng ở đây nữa nè. Đó, rồng và chó gì nữa. Mình đi lại gần mình quay cho mấy bạn coi nha. Công cảnh vậy nên ta chụp hình nhiều lắm. Nó làm lại sau này nó mới đẹp, chứ lúc trước nó không có đẹp gì đâu. Đó, đây là con rồng nè. Thấy con rồng không? Ở đây có con chó nè, không biết phải con chó mà thấy nó giống con chó. Đó, ở bên đây nó có cái tòa nhà đó, để mình qua quay tòa nhà gỗ đó cho mấy bạn coi nha. Trước khi đi vô cái nhà đó thì mình có cái cổng cây nữa, mà cổng này nó không làm đẹp lắm, là mình cây không à, không có bông hoa gì hết. Đó, có một dải bông đi vô nè. Có mấy cây mai nó đang trồng uống đây nè. Đây là nhà cổ, nhà lá nữa nè, nhà cây, cây dừa, hoàn toàn bằng cây dừa luôn.
có con rồng điêu khắc nữa. Để mình lại gần con rồng mình coi mấy bạn coi. Nó chạm khắc rất là tinh. Có mấy cái bông bằng lá dừa nước á, nó nhàm bằng cây dừa nha mấy bạn, hoàn toàn bằng cây dừa hết luôn. Bình thường cũng ít ai đi vô đây lắm nên nó cũng vắng. Đây làm ấm trà. Có bộ bàn ghế nè. Rồi coi có cái chài. Ồ. Đồ bằng dừa nè. Cây dừa được mệnh danh là cây của cuộc sống, của 101 công dụng, ý như 1001 công dụng. Đây là cái đồ đựng trà, ấm trà nè, bằng trái dừa. Đây là cái đồ nấu dừa nè, nỏ dừa nè. Đây có làm con ngựa bằng sơ dừa. Không có cái ấm trà mười quá. Bằng cây dừa luôn, bóng lưỡng luôn. Cái tủ bằng dừa. Đây là bắt hồ. Tối qua đây có giao lưu văn nghệ mình không biết. Đây có mấy cây sứ hình thù hơi quái lạ, đứng trên này chụp hình. Cái này hơi cằn cỗi. Bông sứ rụng nhóc luôn.